Song Khê là địa phương có truyền thống hiếu học. Bảng thành tích thi cử nho học thời phong kiến của xã có đủ cả Trạng Nguyên, Thám Hoa, Hoàng Giáp và các tiến sĩ như Thám Hoa Quách Nhẫn, Hoàng Giáp Đào Toàn Bân, Trạng Nguyên Đào Sư Tích, tiến sĩ Đào Thúc Viện, tiến sĩ Ninh Chiết. Vùng đất này cũng có nhiều người con đi theo cách mạng, làm rạng rỡ quê hương, như nhà hoạt động cách mạng Ninh Văn Phan và chí sĩ yêu nước Nguyễn Khắc Nhu. Nguyễn Khắc Nhu là một chí sĩ yêu nước Việt Nam thời cận đại. Ông là một trong những cột trụ của Việt Nam Quốc dân Đảng thời kỳ trước 1930. Nguyễn Khắc Nhu sinh năm 1882 tại làng Song Khê, huyện Yên Dũng. Xuất thân trong một gia đình nho học, mồ côi cha năm 12 tuổi. Sau nhiều năm đi ở và theo phường chèo phiêu bạt, ông theo học khoa cử. Năm 1912 đi thi hương, ông đứng đầu cả xứ Bắc Kỳ nên đương thời gọi là đầu xứ Nhu, gọi tắt là xứ Nhu. Trong ông vốn đã sẵn có chí lớn, như đúng câu thơ của ông. Di tích Văn Chỉ Bằng ở làng Bằng, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang. Đây là ngôi trường đầu tiên dạy chữ quốc ngữ trong Tổng Thịnh Liệt xưa. Đây không chỉ là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử và các vị hiền triết, mà còn là ngôi trường đầu tiên nhà nho yêu nước Nguyễn Khắc Nhu giảng dạy chữ quốc ngữ. Trong thời gian 7 năm, ông vừa giảng dạy, vừa bí mật vận động nhân dân trong vùng tham gia hoạt động cách mạng đầu thế kỷ 20. Nhân dân đây chỉ biết là ông cụ là thầy giáo dạy học và dạy quốc ngữ này. Thế còn đến khi mà sau cách mạng, tức là nhất là sau cách mạng, sau khởi nghĩa Yên Bái thì mới biết là tiếng tăm cụ xứ Nhu là người vừa dạy học lại vừa hoạt động cách mạng. Địa bàn hoạt động mở rộng của Nguyễn Khắc Nhu rất đặt chân đến rất nhiều nơi và trọng tâm là một số xã ở như là xã Hoàng Ninh mà có Me Điền, hoặc là Tăng Tiến, hoặc là Nội Hoàng, rồi Hồng Thái, rồi đặc biệt là quê hương ông là Song Khê. Thì ông đã một cái vùng ảnh hưởng của ông rất là rộng ra nhiều nơi. Ông bằng các hình thức đi dạy học, bằng qua những cái mối quan hệ quen biết với những người yêu nước, thì ông đã giác ngộ là theo cái đường lối đảng của mình. Nguyễn Khắc Nhu là một trong hai lãnh tụ xuất sắc của Việt Nam Quốc dân Đảng. Ông và Nguyễn Thái Học chủ trương bạo động võ trang để giành chính quyền làm chính. Sau khi thấy các nhà yêu nước thuộc phong trào Duy Tân đồng kinh nghĩa thục lấy cải cách làm chính, không giành được thắng lợi. Trong Việt Nam Quốc dân Đảng, ông được bầu làm trưởng ban lập pháp kiêm trưởng ban giám sát. Ông phụ trách lãnh đạo khởi nghĩa khu vực Tây Bắc như Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao. Cuộc khởi nghĩa làm thực dân Pháp chấn động nhưng không thành công. Ông bị bắt sau 3 lần tự tuẫn mới hy sinh để bảo toàn khí tiết. Cái khí tiết của ông và cái lòng yêu nước của ông, sự dũng cảm của ông thì luôn luôn được tiếp nối cái tinh thần yêu nước của nhân dân Bắc Giang trước đó. Thì đây là một cái bước đệm quan trọng, bởi vì trước đó là đã diễn ra cái cuộc khởi nghĩa thế. Và từ cuộc khởi nghĩa Yên Thế đến khi nhân dân Bắc Giang theo đường lối của Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì với cái vai trò mà bước đệm thì nhân dân là luôn luôn là sự cái liền mạch và tiếp nối cái truyền thống yêu nước, đó là không bị đứt đoạn. Truyền thống đó là Nguyễn Khắc Nhu đã thể hiện được cái truyền thống yêu nước và kêu gọi được nhân dân Bắc Giang là cái truyền thống yêu nước đánh giặc ngoại xâm, thì lúc nào cũng là một cái liền mạch, là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Nguyễn Khắc Nhu còn là người có tư tưởng đổi mới.
Ông là người khởi xướng phong trào cải cách hủ tục trong ma chay cưới xin, rồi vận động nhân dân đào giếng ở nhà để có nước sạch để dùng hàng ngày, dệt khăn mặt để mỗi người đều có cái dùng riêng. Hiện tại, nơi ở của Nguyễn Khắc Nhu vẫn còn lưu giữ được giếng đào từ năm 1925. Ông còn được biết đến là người viết báo, người làm thơ. Thơ của Nguyễn Khắc Nhu thể hiện rõ tình yêu với dân, với nước, yêu ghét phân minh, đầy suy tư trăn trở. Nhưng những trăn trở suy tư ấy không bi quan yếm thế như một số nhà nho đương thời, mà cái phần tích cực, năng động của nho giáo được ông tiếp thu biến thành hành động cụ thể. Với khí tiết và ý chí của ông, người dân đã lập bài vị thờ ông cùng với câu đối được nhân dân khắp nơi truyền tụng. Vì dân quyên sinh, vì nước quyên sinh, vì đảng nghĩa quyên sinh, thề chẳng tham sinh nhìn giặc nước. Nghĩa là lòng ông không chết, danh ông không chết, tinh thần ông không chết, quyết đem cái chết dục đồng bào.